Hạnh phúc không phải là bạn lái những chiếc xe sang trọng, mà là bạn lái xe về đến nhà bình an. Hạnh phúc không phải là bạn tích trữ được bao nhiêu tiền, mà là mỗi ngày thể xác và tâm hồn được tự do, được làm những việc mình yêu thích. Hạnh phúc không phải là chồng, vợ của bạn thành công, xinh đẹp ra sao, mà là chồng, vợ của bạn luôn có thể nở nụ cười rạng rỡ. Hạnh phúc không phải là được ăn ngon, mặc đẹp, mà là không có bệnh, không có tai ương. Hạnh phúc không phải là lúc bạn thành công được tung hô nhiệt liệt, mà là lúc bạn sa cơ, vẫn có người nói: "Bạn tôi à, cố lên." Hạnh phúc không phải là bạn nghe qua bao nhiêu lời ngon ngọt, mà là khi bạn bi thương rơi lệ, có người nói với bạn rằng: "Không sao đâu mà, đã có tôi ở đây." Và hạnh phúc là khi còn có cha mẹ bên đời.